đau đầu sốt kéo dài 3 tháng, ai ngờ là viêm màng não. Một người phụ nữ 74 tuổi ở tỉnh Tiền Giang bị sốt kéo dài 3 tháng, đau đầu đã uống nhiều thuốc nhưng không khỏi và được người nhà đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngày 29 tháng 7, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngàn, phó trưởng khoa nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng sốt kéo dài, cần nhanh chóng tìm nguyên nhân, nhất là vấn đề đau đầu. Các bác sĩ đã quyết định là chọc dò dịch não tủy xét nghiệm và kết quả cho thấy là có hiện tượng viêm màng não và dịch não tủy dương tính với nấm Cryptococcus neoformans. Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân đã điều trị rất nhiều nơi với chẩn đoán khác nhau, sử dụng kháng sinh nhưng không hiệu quả, cơn sốt vẫn tái đi tái lại, 38,5 đến 39 độ C, kèm đau đầu âm ỉ. Tại bệnh viện, sau 2 ngày điều trị thuốc kháng nấm, bệnh nhân giảm cơn sốt đáng kể, hết đau đầu, ăn uống được, tỉnh táo hoàn toàn. Theo bác sĩ Ngàn, viêm màng não do nấm Cryptococcus neoformans là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương không thường gặp, dễ bỏ sót nhưng có tỷ lệ tử vong cao. Đối tượng mắc bệnh thường có hệ miễn dịch suy giảm như người già có bệnh lý mãn tính. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị đúng phác đồ. Bệnh có thể để lại các di chứng như điếc, suy giảm nhận thức và trí tuệ. Người bệnh không nên chủ quan, cần thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên môn để có thể phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.